Cả nhà ơi, hôm nay mình sẽ làm kho đùi ếch, kho tổ ăn cả nhà ơi. Nhiều bạn yêu cầu chị ơi làm món gì ăn với cơm đi chị. Thì hôm nay mình sẽ suy nghĩ ra được, mình sẽ làm ếch kho tổ đi. À, mình có được 4 cái đùi ếch cả nhà ơi. 4 đùi này là mình mua 450 gram. Nè, 454 gram chứ. Đây, 454 gram. 4 cái đùi mà cũng gần nửa ký luôn, bự dữ ha. Thì các nguyên liệu đây thì lát nữa mình sẽ nói sau. Thì mình sẽ xào một ít măng tây ăn cùng với cơm nữa. Bây giờ mình sẽ ướp cái đùi ớt trước đi cả nhà. Rồi mình đã cắt cái đùi ớt ra làm đôi như vậy đây. Đó, đó được 8 đùi đi ha. Được 8 đùi, bây giờ mình sẽ bỏ vô đây 2 muỗng canh xì dầu, 1 muỗng canh tương ớt, 1 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng cà phê bột nêm gà, một xíu tiêu, khoảng chừng 1 muỗng cà phê tiêu đi. Đó, bỏ vô đây, bỏ xíu hành vô đây. Rồi, ớt mình cho vô đây hết luôn. 1 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng canh đường. Rồi cả nhà trộn cho đều lên ha. Sau đó thì sẽ ướp khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ đi ha, để cho nó thấm cả cái con ớt, cái đùi ớt này ha. Đó. Rồi mình đã ướp là 30 phút rồi cả nhà ơi. Bây giờ là thời điểm mình sẽ bỏ dầu vô nè. Mình đã phi một cái củ hành tím và một muỗng canh dầu ăn, mình phi lên rồi mình bây giờ mình sẽ bỏ vô đây. Đó. Mình sẽ bỏ thêm một muỗng canh dầu. Dầu này là dầu hạt điều vậy nè, để cho nó cái màu cho nó đẹp đó. Đó, bỏ vô. Rồi. Mình ướp cho nó thấm đã rồi mới hay bỏ dầu nha cả nhà. Tại vì mình mà bỏ dầu cùng một lúc thì nó lâu thấm hơn so với là mình bỏ dầu sau cùng. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ lên và mình bỏ lửa riu riu và mình sẽ kho cho nó chừng nào mà nó thấm nó chín cái con này là thôi ha. Bây giờ mình sẽ bỏ lên lửa mình kho riu riu nha. Nãy giờ là sôi được 5 phút rồi đây cả nhà. Thì cả nhà nhớ trở cả cái bề giống vậy ha. Đó. Lâu lâu cái lại trở lại cho nó thấm cả cái con ớt này nè, cái đùi ớt giống vậy nè. Đó. Ồ, công nhận cả cái đùi ớt nhà mình á. Cả nhà thấy là chắc là cũng tập tạ luôn, dữ dằn ha, cuồn cuộn luôn, cơ bắp quá chừng luôn. Này là chập gym á, chắc là mấy năm mới được như vậy nè cả nhà. Cả nhà thấy cơ bắp không? Wow. À ơi, mình thấy là cái đùi ớt của mình á nó gần chín rồi, bây giờ mình sẽ đi xào thôi. Đó, mình đi xào bơ, mình cái này 2 muỗng bơ cả nhà, mình bỏ vô. Này là nguyên một củ tỏi bự luôn, mình chỉ đập dập ra thôi cả nhà, mình bỏ vô. Cái mình bỏ vô đây rồi lát nữa mình sẽ phi lên hơi thơm thơm rồi mình sẽ bỏ măng tây vô mình xào. Rồi cả nhà ơi, mình thấy nó thơm rồi, mình không có để cho nó vàng, mình chỉ hửi được cái mùi thơm của cái tỏi là mình sẽ bỏ măng tây vô. Cái này là 2 bó măng tây rồi nhà ơi. Cả nhà biết sao không, mình thấy nó rẻ quá chừng luôn. Ở chỗ chợ Winco họ bán chỉ có 2 đồng 1 bó thôi, mà thị trấn của mình á bán 2 bó về là 12 đô luôn. Cái mình bợ 3 bó măng tây, hôm nay mình xào 2 bó còn 1 bó để dành xào trong xã. Đó. Ở đây 1 muỗng cà phê bột nêm gà, 1 muỗng cà phê bột nêm gà. Rồi mình xào sơ mà nó hơi và xanh xanh như vậy là được nè cả nhà. Đừng có xào chín quá nó sẽ không có ngon, mà với lại nó mất đi cái chất đó, vitamin nó mất đi. Mình bỏ xíu tiêu vô đây, trước khi mình bắt xuống thì mình sẽ bỏ vô đây một xíu dầu hào, khoảng chừng 1 muỗng canh dầu hào. Vậy là mình có một đĩa măng tây giống như nhà hàng rồi đó cả nhà. Vậy đó cả nhà biết sao không, mình ăn cơm á mình bỏ cái này vô ăn nó rất là tốt cho sức khỏe, tại vì măng tây nó là đệ nhất vitamin nè, phòng ngừa ung thư nè, nói chung là có rất nhiều khoáng chất ở trong măng tây nên là
Nếu mà cả nhà bổ sung cho phần ăn của gia đình mình với măng tây thường xuyên á, nó là phòng chống ung thư á cả nhà, rất là tốt cho sức khỏe luôn. Nên là mình hay mà gặp măng tây rẻ mình hay mua dữ lắm. Rồi vậy là xong đó cả nhà, tắt thôi. Ơi xong rồi nè, mình kho mà liu riu như vậy đó, đó là nó quẹo quẹo như vậy nè, đó là nãy giờ là chắc là nó thấm dữ lắm luôn rồi đó. Bây giờ mình sẽ bỏ hành vô đây này. Mấy quả ớt bỏ lên trên nữa cho đẹp. Ta-da, vậy là nồi ếch kho tổ của mình đã xong đó. Bên đây là dĩa măng tây xào bơ tỏi của mình cũng đã xong. Mời cả nhà ăn cùng với mình nha. Có măng tây nè và ếch kho tổ nữa. Mời cả nhà. Rồi, mời cả nhà ăn cùng với mình thôi. Bây giờ cho chị cái càng miếng thôi, lát là chị ra làng đây. Bẻ cho chị ăn miếng thịt đi. Cái thịt nó kho quẹo lại, trời ơi. Này giống như là cá mà kho tổ vậy đó, chắc nó thấm ngon lắm ha. Thơm quá. Chị cá bu bu. Mình đã cho chiếc cả miếng rồi, không thôi là mình ăn không yên với chị đâu. Dạ. Ôi, thịt nó thấm ghê luôn. Cay. Ồ, cay này ăn đã luôn rồi nhờ. Cả nhà nhớ khi mà xào măng tây á, đừng có xào chín quá, nó sẽ mất đi cái chất dinh dưỡng nhiều lắm cả nhà. Xào hơi hơi thôi. Măng tây ăn sống cũng rất là ngon. Thịt nó thấm. Thấm tới trong xương luôn. Công nhận đúng là kho tổ cả nhà, mình kho liu riu rất là ngon. Ăn với cơm mà bá cháy luôn. Mình bẻ cả cái phần đuôi, cái phần gốc măng tây đi rồi, còn cái phần non không à, ngón. Còn cả cái chân ếch nữa. Mình ướp rồi cái mình kho từ từ á, nó thấm tới xương luôn á. Vừa ăn lắm bà nhà ơi, không có mặn đâu. Nếu mà cả nhà sợ mặn thì bớt gia vị lại, còn đối với mình là nó rất là vừa thấm ngon. Thơm mùi tỏi ha, bơ ha, ngon. Cái đùi lực sĩ của mình, sau khi mình kho nó xong mà chỉ còn cái đùi thôi, còn lực sĩ hết rồi. Cái màu đẹp ghê rồi nè. Mà siêu cay quá. Bữa hôm mình đọc cái tờ báo á, họ ngâm rượu tỏi á, không hiểu sao họ ngâm rượu tỏi mà không cần uống thuốc một viên thuốc, thì không đi bác sĩ luôn. Cái bộ tật đó đó, người ta chỉ mỗi ngày á, người ta chỉ uống một tí xíu rượu tỏi thôi mà người ta không cần đi bác sĩ cả nhà. Cái tỏi này nó có rất nhiều gọi là chất đề kháng đó cả nhà.
khoa học người ta lại cái làng đó. Mình đọc trên cả một cái video gì đó ở trên mạng á, người ta lại nguyên cái bộ tộc đó, bộ tộc da đen cả nhà ơi. Người ta tìm hiểu xem tại sao là cái bộ tộc đó là người ta ở trong rừng trong rú mà người ta không đi bác sĩ mà ta vẫn rất là khỏe mạnh đó. Thì mỗi nhà họ đều có cách ngâm tỏi khác nhau, nhưng mà người nào họ cũng có một hũ rượu tỏi hết cả nhà. Trong cái ông nhà báo đó, ông phỏng vấn đó là từ đời cố đời sơ của cái bộ tộc đó là người nào họ cũng ngâm cả cái tỏi đó, xong rồi truyền lại cho con cháu á, là cứ mỗi ngày họ uống một tí xíu như vậy đó. Ông uống ít thôi, không uống nhiều không, mà họ uống cái đó mà khỏe, không đi bác sĩ luôn. Quá đã, trời ơi, hôm nay ăn cơm ngon miệng ghê lắm. Hôm nay bác hàng xóm qua tặng cho nãy chút. Và một hộp súp. Bác nói là bác đỡ rồi nhưng mà bác vẫn còn người rất là yếu, nên là nhìn bác cũng chưa đến nỗi là khỏe mạnh như hồi lúc trước. Bác rất là cái hơi thở rất là gọi là mệt nhọc á, hơi thở rất là mạnh luôn, mà mình có thể là từ xa là mình có thể nghe được bác thở luôn á. Bác thở mà kiểu giống rất là mệt á. Dạ nhà ơi, cho mình hỏi những các bạn mà ở bên Mỹ xong rồi về Việt Nam á, cho mình hỏi là mình không biết là bên mình á, khi mà về á, họ có cấm kiểu như là ngoài cái thuốc này nọ thì họ cấm mình không nói, những cái tệ nạn xã hội họ cấm mình không nói, nhưng mà những cái hàng nào là mình có thể về cầm về được ha cả nhà, nếu mà không biết là hạt giống mình có cầm về được Việt Nam không ha. Tại vì mình chuẩn bị rất là nhiều hạt giống về cho mẹ mình trồng mà mình không biết có mang về được không. Bác ra đi cho mình một bịch ớt nữa nè, mình mang về luôn mà không biết con, mình hơi sợ không biết qua sân bay Việt Nam mình họ có cho mang về không nữa. Cho bên Mỹ là họ cấm cả nhà. Bên Mỹ ha, qua sân bay là họ cấm trái cây nè, thịt heo, trái cây, những cái hàng tệ nạn xã hội rồi mình không nói rồi, còn cái hàng thường đó, đây mình nhớ rồi, hải sản là cầm qua được, cá tôm mực đó mình cầm qua thoải mái, nhưng mà thịt heo không được ở nhà. Thịt heo với trái cây, hạt giống. Ở hôm mình ở Mexico á, mình mang cá về được đó. Cá mực rồi nói chung hải sản không có cấm. Bây giờ mình lần đầu tiên mình về Việt Nam á, mình không biết bên mình họ có cấm gì không. Hồi đó ông xã mình về đó ha, là anh mang thịt bò nè, cá hộp nè, lết ra nhiều đồ về cho mình, bỏ trong tủ lạnh ăn dần, ăn từ từ. Nhưng mà có một lần á, tới sân bay á, họ không cho anh mang thịt bò qua,
sao lạ vậy ta? Trời lắm. Mình muốn mua một ít thịt bò về nhưng mà mình không biết có mang qua. Lần trước mang về là bị lao. Mà qua cửa khẩu á, là ngay cái chỗ mà kiểm tra hàng, cái chị kia chỉ làm khó, chỉ cho thịt bò không mang được về, phải nấu đi đã mới được mang cho qua. Nó trời đất ơi, mua thịt bò tươi về không cho, mà thịt bò chín mới chịu. Xong nói một hồi, ông xã cãi một hồi á, cái chị mới cho qua. Mình nói lạ, thường ngày á ông xã mình về gặp mình tới 6 lần rồi, mọi lần nào về cũng cho mình thịt bò hết. Mà tự nhiên có duy nhất có một lần đó là chị đó chị không cho mang quà. Chị kêu là ngay cái chỗ kia cả, nấu thịt bò đi đã rồi mới được mang qua cho Việt Nam. Cho nó mới lạ rồi, ngộ vậy. Chị ơi, chị làm khó ghê. Mình nghĩ thôi, mình no quá rồi. Mình còn 2 miếng. Mình còn 2 miếng này, lát nữa làm video xong mình sẽ ăn hết luôn. Làm video xong là mình sẽ ăn hết cái này với lại 2 miếng này luôn. Còn bây giờ là mình no lắm rồi, ăn hết nổi rồi. Chào tạm biệt cả nhà nha. Chúc cả nhà có một ngày vui vẻ. Cả nhà ơi, ủng hộ cho mình kênh mình với nha. Like, đăng ký ủng hộ cho mình nha. Mình còn một kênh nữa tên là Nhung Hà Món Ăn Ngon. Cả nhà ơi, ủng hộ cho mình luôn nha. Bye bye cả nhà. Chúc cả nhà có một ngày vui vẻ. Bye bye.